Cát Tường xin chào tất cả các anh chị và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một đêm thưởng thức âm nhạc thật vui vẻ. Cũng gần 20 năm Tường mới được đứng hát trên một sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp như thế này. Nếu mà có gì thì xin quý vị thưởng thức nhé.